Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự trưa hôm nay, chúng tôi sẽ dành một cái thời gian lớn để nói về câu chuyện liên quan tới Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Thứ trưởng, phụ trách công tác đối ngoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một cái nhân vật được cho là có nhiều tranh cãi. Thưa quý vị, trên mạng xã hội có những thông tin cho biết Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã ở trong một cái tình trạng sức khỏe rất xấu. Và một cái nội dung thứ hai của bài nói chuyện chiều hôm nay đó là tin tức liên quan tới chiến sự Ukraine. Nhiều quý vị đã biết tướng Nguyễn Chí Vịnh là một cái nhân vật mới hơn 60 tuổi. Thậm chí có những cái đồn đoán cho rằng tương lai chính trị của Nguyễn Chí Vịnh sẽ là chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy mà sau Đại hội 12 bước vào Đại hội 13, người ta bất ngờ khi biết rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tống về hưu với một lý do Nguyễn Chí Vịnh biết quá nhiều và không tán thành một cái xu hướng thân Trung Quốc của Tổng Bí thư. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó không liên quan tới câu chuyện mới nhất. Đó là câu chuyện tại Hà Nội ngày 6 tháng 7 năm 2023, đúng ngày kỷ niệm 56 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thành. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai trương một cái bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thành tại Hà Nội. Theo đó, bảo tàng này trưng bày 700 hình ảnh và các tài liệu hiện vật nói về cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Chí Thành. Và thưa quý vị, theo giới quan sát cho rằng không biết bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thành người ta có trưng bày những cái tài liệu liên quan tới mối quan hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức ca ngợi ông Nguyễn Chí Thành. Và tại thời điểm này, mã số Trung Quốc công bố các bức điện ngày 8 tháng 7 năm 1967 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ những cái lòng thương tiếc mà ban lãnh đạo Bắc Kinh thời gian đó đã đánh giá ông Nguyễn Chí Thành làm cái người đồng chí theo chủ nghĩa Mác Lênin một mức kiệt xuất. Được biết trong số tất cả các lãnh đạo Việt Nam chỉ có hai người sau khi qua đời được Mao Trạch Đông gửi những cái bức điện thư chia buồn, đó là ông Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Chí Thành. Và theo truyền thông Trung Quốc cho biết Đại tướng Nguyễn Chí Thành rất ngưỡng mộ chiến tranh du kích của Trung Quốc và càng ngưỡng mộ hơn Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông Nguyễn Chí Thành từng nói rằng Việt Nam phải học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc bởi vì Việt Nam Trung Quốc có những cái điểm tương đồng về nhân văn cũng như địa lý. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc cho biết Chủ tịch Mao rất vui khi ông Nguyễn Chí Thành ca ngợi chiến tranh du kích của Trung Quốc. Thậm chí Mao Trạch Đông đã từng khen ông Nguyễn Chí Thành trước mặt ông Hồ Chí Minh. Theo truyền thông của Trung Quốc cho biết ông Nguyễn Chí Thành được đánh giá là một học trò giỏi của Mao Chủ tịch ở Việt Nam. Và thưa quý vị, những cái sự kiện chúng tôi vừa liệt kê nó liên quan gì tới cái câu chuyện của tướng Nguyễn Chí Vịnh? Và thưa quý vị, chúng tôi đưa những cái tin tức vừa kể với một thái độ hết sức thận trọng bởi vì việc xác nhận những cái thông tin liên quan tới tướng Nguyễn Chí Vịnh làm cái điều hoàn toàn không khó. Bởi vì như quý vị đã biết, gần đây ông Lê Kim Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đưa ra những cái nhận xét. Theo đó, các cái con em tướng lĩnh quân đội hiện nay đã tổ chức một cái câu lạc bộ. Trong đó, ông Lê Kim Thành đánh giá cao vai trò của ông Nguyễn Chí Vịnh. Và để quý vị hiểu rõ hơn những cái câu chuyện liên quan tới những cái phát biểu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hài lòng. Và đó là những lý do tại sao ông Nguyễn Chí Vịnh bị loại bỏ trước Đại hội 13 và trong các cái bài bình luận trước đây của KTV đã nêu rõ liên quan tới cựu Thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng ông Nguyễn Chí Vịnh với những đồn đoán cho rằng tới đây ông Nguyễn Chí Vịnh sau một cái thời gian hoành hành trên chính trường Việt Nam với cương vị là một cái hạt giống đỏ con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thành đã từng đóng vai cá ăn kiến và tới đây sẽ tới lượt Nguyễn Chí Vịnh sẽ được chứng kiến một cái bộ phim được cho là đồng hồi kết của sự kiện chính trị Nguyễn Chí Vịnh
đó là chuyện kiến ăn lại cá. Giữa những cái bê bối hàng loạt các nhân sự chiến lược của Tổng Bí thư nhúng chàm, đó là các ứng viên đại biểu Quốc hội, thậm chí các nhân vật liên quan tới một cái cơ quan chống tham nhũng, đó là Thanh tra Chính phủ. Thưa quý vị, một cái điều trước hết chúng tôi xin khẳng định với quý vị, đó là cái chuyện đấu đá phe cánh nội bộ, cạnh tranh trong chính quyền Việt Nam, nó không phải là một cái trường hợp đặc biệt, mà nó là một cái vấn đề hầu như tất cả các nghị trường trong xã hội dân chủ đều phải tồn tại. Và như quý vị đã biết, giải quyết mâu thuẫn là những cái vấn đề để thúc đẩy sự phát triển. Hơn thế nữa, ở một cái xã hội độc đảng như Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lực lượng chính trị duy nhất nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, và chỉ có họ mới có cái quyền tham gia hoạt động chính trị một cách chính danh. Do đó, cái việc đấu đá phe cánh tranh giành nội bộ các phe nhóm cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nó giúp cho người dân có thể quan sát được cái tình hình. Và một cái điều chúng tôi nói với quý vị, rất may mắn là Đảng Cộng sản Việt Nam người ta chia bè, chia cánh. Chứ nếu như người ta toàn tâm, toàn ý, đồng lòng nhất trí 100% thì không biết cái hậu họa của dân tộc này sẽ đi tới đâu. Xong thưa quý vị, việc cạnh tranh chính trị ở Việt Nam đã không còn, nhưng nó chỉ là cái sự đấu đá phe cánh, thì cái việc đấu đá đó cũng cần phải được minh bạch và công khai để cho người dân Việt Nam có thể thấy cái chiêu thức mà các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam người ta sử dụng để đấu đá nhau, và những cái điều đó có phù hợp luật pháp cũng như đạo đức hay không. Một cái vấn đề quan trọng hơn là cái sự cạnh tranh chính trị dưới cái danh nghĩa đấu đá nội bộ, nó có thực sự phục vụ cho lợi ích của nhân dân hay không. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, đặc biệt ngày 7 tháng 6 năm 2021, thì báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin lạ lùng và rúng động về một cái trường hợp, đó là ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh ủy Bình Dương, được cho là quyết định không tham gia Quốc hội khóa 15. Điều đó có nghĩa là ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh ủy Bình Dương, là một đại biểu Quốc hội đã trúng cử ngày 22 tháng 5 năm 2021, nhưng bất ngờ bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam lại bày tỏ ý kiến cho biết không muốn làm đại biểu của nhân dân ở Quốc hội nữa. Hay trước đó 15 ngày, ngày bầu cử Quốc hội, thì có một cái trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đó là Đại tá Nguyễn Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng, đã xin rút lui. Bởi vì Đại tá Nguyễn Thế Anh đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng triệu tập liên quan tới việc bảo kê cho các đường dây buôn lậu. Và theo nguồn tin của chúng tôi từ Hà Nội cho biết, tới đây Đại tá Nguyễn Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, rất có thể bị khởi tố bắt giam để phục vụ điều tra. Nhưng mà thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước cho biết, Đại tá Nguyễn Thế Anh rút lui khỏi cái danh sách ứng cử viên bởi vì lý do sức khỏe. Hay thưa quý vị, mới đây vỡ ra một cái chuyện bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính vụ 1 thanh tra chính phủ, đã có 27 lần đi nước ngoài nhưng không báo cáo, không xin phép cơ quan. Thậm chí có chuyến bà Sâm vì vụ ra nước ngoài để sinh con thứ ba, khi mà vẫn có tên trong danh sách các đoàn đi thanh tra. Những cái việc đó chỉ bị ban lãnh đạo đảng của thanh tra chính phủ xử lý khiển trách. Thưa quý vị, lâu nay người ta vẫn nói thanh tra chính phủ lẽ ra là một cái cánh tay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phá các vụ án tham nhũng. Nhưng mà thanh tra chính phủ trong cái giai đoạn khoảng 15 năm trở lại đây, nó không phải là nơi phòng chống tham nhũng, mà nó trở thành một cái ổ tham nhũng. Mà người ta đánh giá thanh tra chính phủ hiện nay là một cái nơi nhuồn nhúc sâu mọt. Và điều đó người ta khẳng định không có gì là sai cả. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, đặc biệt sau khi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nguyễn Chí Vịnh sau khi nghỉ hưu đã có một cái bài trả lời phỏng vấn đối với truyền thông Việt Nam, và người ta cho rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đang lo sợ và mượn cái bài phỏng vấn đó để chạy tội. Một cái vấn đề đặt ra dưới phân tích cũng như dư luận xã hội đặt câu hỏi, vậy ông Nguyễn Chí Vịnh sợ cái gì? Phải chăng ông Nguyễn Chí Vịnh sợ bị về hưu? Thưa quý vị, điều đó không có gì đáng sợ, bởi vì trước đại 13 trong cái danh sách cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13
thì người ta đã thấy vắng bóng tên của ông Nguyễn Chí Vịnh. Điều đó cho thấy con đường quan lộ của ông Nguyễn Chí Vịnh đã đi vào ngõ cụt. Nhưng mà như chúng tôi đã nói với quý vị, điều mà ông Nguyễn Chí Vịnh sợ nhất trong những ngày này là sau hàng chục năm làm mưa làm gió trong vai trò cá ăn kiến, và giờ đây rất có thể đã chuyển sang một cái bước ngoặt mới với số phận chính trị của Nguyễn Chí Vịnh, đó là giai đoạn của kiến ăn cá. Thưa quý vị, tướng Nguyễn Chí Vịnh trước đây được coi là một cái cây hải đăng, hoặc một cái hiện tượng, một ẩn số trong các nhân sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng. Với những đồn đoán trên mạng xã hội cho thấy người ta đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau về cái sự thăng tiến một cách bất ngờ của ông Nguyễn Chí Vịnh. Ví dụ người ta nói ông Nguyễn Chí Vịnh trước đây công tác ở Tổng cục 2, hơn thế nữa có bố vợ là Tổng cục trưởng Tổng cục 2, nên ông Nguyễn Chí Vịnh nắm trong tay những cái thông tin mơ bộ liên quan tới nhiều quan chức tai to mặt lớn trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội. Sau có ý kiến cho rằng nếu sự vươn lên của tướng Vịnh bằng phương pháp mafia như vậy thì tình hình trở nên đáng ngại chứ không sáng sủa. Thưa quý vị, Nguyễn Chí Vịnh vào cái giai đoạn 2007-2008 nổi lên trên mạng xã hội. Thời đó nó mới là các cái blog Yahoo hay Wikipedia, thì cái tên Nguyễn Chí Vịnh là một cái tên gây nhiều chú ý và tranh cãi. Thời đó người ta ca ngợi Nguyễn Chí Vịnh là một bố già đầy quyền lực, nắm trong tay các cái thông tin bí mật nhất của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Đó là lý do mỗi khi người ta nhắc đến cái tên Nguyễn Chí Vịnh thì hầu hết đều có một sự e dè và phần nào sợ hãi. Vào cái giai đoạn 2008-2010, nhiều thông tin về Nguyễn Chí Vịnh không được kiểm chứng trên mạng xã hội, mà nó còn đề cập tới cái vai trò nổi trội của Nguyễn Chí Vịnh trong các cuộc đấu đá quyền lực ở hậu trường, đã khiến cho nhiều thế lực chính trị thất điên bát đảo. Thậm chí với cái bàn tay của Nguyễn Chí Vịnh còn có thể can dự đến một cái vụ án liên quan tới đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị, chúng tôi phải nhắc lại với quý vị một lần nữa để quý vị thấy cái giá trị của cái việc đấu đá phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Theo chúng tôi, đó là một cái hiện tượng tốt đối với sự phát triển của đất nước Việt Nam, miễn là những sự đấu đá đó phải được khống chế trong cái chừng mực hợp lý, không có chuyện lôi kéo ngoại bang vào các cái cuộc thanh trừng đấu đá trong đảng. Chúng tôi nói những cái điểm ưu việt của cái việc đấu đá trong nội bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, bởi vì không có gì tồi tệ hơn bằng một thể chế cai trị độc tài như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, mà nó lại có một cái tính thống nhất cao. Có nghĩa là các cái thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ sẽ đoàn kết và bóc cổ dân mềm tới một cái mức tối đa nhất. Và chỉ khi bộ máy ấy có cái sự xung đột nội tại, khi mà các cái thế lực nội bộ trong đảng, các phe nhóm chính trị trong đảng vì quyền lực, vì quyền lợi họ đối đãi nhau, thì khi ấy họ cần lôi kéo thêm các cái hậu thuẫn, khi đó họ mới tính đến lợi ích của nhân dân. Với tư cách là một cái lực lượng quan sát và có ý kiến chính thức, chứ nó không phải là cái sự đơn thuần họ chỉ bóc lột người dân ở Việt Nam. Rõ ràng trong khoảng 15 năm trở lại đây, như quý vị đã thấy ở Việt Nam, mỗi khi đợt thành trừng đấu đá quyền lực ở trong đảng, thì rõ ràng chúng ta nghe những cái phản ánh của dư luận xã hội và những cái hiện tượng lãnh đạo nhà nước đã lắng nghe dư luận và lập tức có những cái lời xin lỗi hoặc sửa đổi, có những cái biện pháp bằng hành động cụ thể. Đó là những cái điểm sáng của nền chính trị độc đoán Việt Nam. Trở lại cái nhân vật của ông Nguyễn Chí Vịnh, là con trai của cố đại tướng ông Nguyễn Chí Thành, một công thần của chế độ. Nguyễn Chí Vịnh đã có một con đường quan lộ thuận buồm xuôi gió. Nguyễn Chí Vịnh lần lượt được thăng chức và giữ các chức vụ quan trọng ở Bộ Quốc phòng. Đó là lý do nhiều người cho rằng sở dĩ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thăng chức đều đặn cho tướng Nguyễn Chí Vịnh với cái mục tiêu rút Nguyễn Chí Vịnh ra khỏi Tổng cục 2. Điều đó nhằm giảm quyền lực của Nguyễn Chí Vịnh. Điều đó nó cũng có nghĩa là giảm bớt một cái mối uy hiếp quyền lực của các cái nhân vật chính trị liên quan tới Tổng cục 2, mà tướng Vịnh có những cái vai trò rất lớn. Đặc biệt, thưa quý vị, với cái nền chính trị ở Việt Nam hiện nay,
Hầu hết các cái quan chức cao cấp họ đều có tài sản, con cái, họ hàng giàu có. Thì một người nắm quyền lâu năm ở một cơ quan chuyên về thông tin mật như Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội, nó sẽ là một mối đe dọa trực tiếp. Mà nếu để tướng vị ở cái vị trí đó tiếp tục thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều quan chức lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là người ta tìm mọi cách để thăng chức, thăng tước cho tướng vị một cách nhanh chóng, để rút tướng vị ra khỏi Tổng cục 2, hay nói đúng hơn là đẩy tướng vị ra khỏi Tổng cục Tình báo Quân đội với những cái chức vụ liên quan tới công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, phải thừa nhận một cái điều mà giới phân tích nhận định rằng sau khi Nguyễn Chí Vịnh được rút ra khỏi Tổng cục Tình báo, có nghĩa là kể từ khi Nguyễn Chí Vịnh lộ diện khỏi bóng tối quyền lực của cơ quan Tình báo Quân đội, thì Nguyễn Chí Vịnh tỏ ra có những cái phẩm chất của một lãnh đạo. Nguyễn Chí Vịnh giống như cha của mình là Đại tướng Nguyễn Chí Thành, là một người có nhãn quan chính trị rất xa. Ông Nguyễn Chí Thành trước đây được đánh giá là một nhà hùng biện xuất sắc. Thưa quý vị, bất chấp tướng Vịnh là một trong những người gây tranh cãi trong các cái mảng đấu đá quyền lực hậu trường nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, song phải thừa nhận Nguyễn Chí Vịnh theo giới phân tích là một cái nhân vật có tầm nhìn sắc sảo, có tài hùng biện ít ai bằng. Và người ta nói Nguyễn Chí Vịnh được ảnh hưởng từ Nguyễn Chí Thành. Đặc biệt Nguyễn Chí Vịnh trong 10 năm gần đây đã thể hiện một cái lập trường được cho là mềm dẻo nhưng rất kiên quyết về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, và người ta cho rằng lợi ích của Việt Nam sẽ được đảm bảo hơn khi có nhiều nhân vật dũng cảm dám lên tiếng như Nguyễn Chí Vịnh trong cái hệ thống quyền lực hiện nay. Thưa quý vị, đó là một trong những cái lý do lâu nay người ta vẫn ghép cho Nguyễn Chí Vịnh là một cái nhân vật được cho là thân Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng với một thái độ thể hiện kiên quyết trong cái vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam thì điều đó cũng không làm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như ban lãnh đạo Trung Nam Hải hài lòng. Và đến nay, như quý vị đã thấy, con đường quan lộ của Nguyễn Chí Vịnh đã rõ với một cái kết, đó là đúng Nguyễn Chí Vịnh phải về hưu là người tử tế ở một cái độ tuổi 65 tuổi, được coi là một cái độ tuổi sung mãn nhất cho các cái chính trị gia. Mà điều trước đây giới phân tích hết sức dè dặt khi nhắc đến tên Nguyễn Chí Vịnh, và họ vẫn luôn luôn coi Nguyễn Chí Vịnh là một ẩn số, và tương lai của Nguyễn Chí Vịnh sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thậm chí có thể là thành viên của Bộ Chính trị trong một cái đại hội trong tương lai. Bởi vì trước khi về hưu trong cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thể hiện một năng lực được đánh giá là ít ai có được trong cái giới lãnh đạo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong các cái hoạt động ngoại giao quốc tế. Được biết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được giới phân tích đánh giá có một phong cách đầy bản lĩnh trong cái việc trả lời các cái cuộc phỏng vấn với báo giới trong và ngoài nước. Và điều đó nó đã góp sự thành công của nền ngoại giao quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn 2010 tới 2020. Tuy nhiên, thưa quý vị, khi tướng Nguyễn Chí Vịnh bước gần tới đỉnh chót của hệ thống quyền lực thì rõ ràng thâm niên chính trị của tướng Vịnh vẫn chưa đủ mức để có thể nhìn thấy những cái chức vụ cao hơn, đại loại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay tương tự như thế. Ít nhất trước mượn mắt, theo giới phân tích thì tướng Vịnh cần phải chuẩn bị những cái đòn trả đũa của cái thế lực chính trị trong đảng, người ta không ngựa tướng Nguyễn Chí Vịnh. Thưa quý vị, trước khi nói về những cái vấn đề liên quan tới số phận tương lai của cựu Thượng tướng Thứ trưởng phụ trách công tác đối ngoại Nguyễn Chí Vịnh thì chúng ta trở lại mới một cái vấn đề liên quan tới các nhân sự chiến lược, đó là các cái ứng viên đại biểu Quốc hội hay đại biểu Quốc hội khóa 15 đã trúng cử bỗng nhiên bị phát hiện nhúng chàm và cáo bệnh. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ông Trần Văn Nam mới đây đã tuyên bố không tham gia Quốc hội khóa 15. Và người ta thấy rất có thể trong những ngày tới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố theo pháp luật vì những cái vấn đề liên quan tới cái vụ thâu tóm đất đai ở Bình Dương, kéo theo hàng loạt giám đốc các công ty kinh doanh bất động sản đã bị bắt giam. Và điều này chắc chắn nó liên quan tới một cái nhân vật có tên là Nguyễn Đại Dương,
gọi là dường New Century, có những cái sai phạm nghiêm trọng trong việc chuyển nhượng 43 hectare đất vàng ở Bình Dương vào tay tư nhân. Thưa quý vị, ông Trần Văn Nam là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11-12, là đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương các khóa 11, 12 và 13. Và tại Quốc hội khóa 14, ông Trần Văn Nam là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thì được biết Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam đã ứng cử tại một đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên. Tuy nhiên đến hôm nay kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 chưa công bố, nhưng bất ngờ ông Trần Văn Nam xác nhận có gửi đơn tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 vì lý do sức khỏe. Theo Trần Văn Nam cho báo giới biết, mới đây tôi đi khám, nhận thấy sức khỏe không tốt, có một số bệnh nên xin thôi để tập trung làm các nhiệm vụ khác. Điều đó là những cái dấu hiệu cho thấy rất có thể Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương ông Trần Văn Nam đã chịu các sức ép của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu phải rút lui để chuẩn bị mở đường cho các vấn đề khởi tố hình sự. Thưa quý vị, rõ ràng một điều là đại biểu Quốc hội khóa 15 ông Trần Văn Nam đã bị ép phải làm đơn rút cuộc khỏi Quốc hội khóa 15 vì liên quan tới những cái phi vụ thâu tóm đất đai ở Bình Dương. Và đó là lý do tại sao lâu nay dư luận ở Bình Dương luôn luôn có những cái đồn thổi cho rằng hàng ngàn hectare đất công và đất của người dân đã bị những cái nhóm lợi ích ở tỉnh Bình Dương thu tóm, cướp để rồi những cái dòng tiền hối lộ lại quả chảy vào túi Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đó là lý do những cái nguồn tin nội chính cho biết tới đây Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam chắc chắn sẽ nhận những cái kết nặng nề. Có những thông tin đồn đoán bắt đầu xuất hiện cho thấy Trần Văn Nam sẽ chịu một cái mức kỷ luật nhẹ thì cách chức tất cả các chức vụ trong đảng, thậm chí tước quyền ủy viên trung ương khóa 13. Nặng thì Trần Văn Nam có thể bị khởi tố, bắt làm và truy tố. Do đó cái việc ông Trần Văn Nam tự ý xin rút ra khỏi Quốc hội khóa 15 là một trong những bước trong lộ trình kỷ luật của đảng đối với Trần Văn Nam. Thưa quý vị, liên quan tới những cái việc các ứng viên đại biểu Quốc hội trước ngày bầu cử đã làm đơn xin rút khỏi danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, thì có một điều chúng tôi nói với quý vị để quý vị nhớ rằng tất cả các nhân sự cao cấp, kể cả các cái danh sách ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội đều được đưa ra trong các kỳ họp trung ương trước đại hội đảng, và tất cả các cái danh sách ứng cử viên đó phải được sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như giáo sư tiến sĩ y khoa ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lẽ ra là một cái ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Vậy mà thưa quý vị, trước khi bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 5 thì hàng loạt các cái sai phạm liên quan tới giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội ông Nguyễn Quang Tuấn đã bị phanh phui. Và điều đó nó liên quan tới việc hàng loạt cán bộ ở Bệnh viện Tim mà Nguyễn Quang Tuấn là giám đốc đã bị bắt giam vì liên quan tới cái việc hoạt động tham nhũng, kê khống rút ruột hàng trăm tỷ đồng viện phí mua sắm thiết bị bệnh viện. Hay nói một cách khác, ứng cử viên Quốc hội, giáo sư tiến sĩ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn chính là một con kền kền bự nhất trong lũ kền kền hút máu bệnh nhân và rút ruột ngân sách y tế. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, một cái nhân vật đó là Đại tá Bí thư Đảng ủy Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đó là ông Nguyễn Thế Anh. Ngày 14 tháng 5 năm 2021, dù chỉ chưa còn đầy 10 ngày nữa là bầu cử Quốc hội khóa 15, song Đại tá Bí thư Đảng ủy Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã làm đơn rút khỏi danh sách vì lý do sức khỏe. Thực ra như quý vị đã biết, Đại tá Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thế Anh đã bị cơ quan hình sự Bộ Quốc phòng triệu tập vì nó liên quan tới cái việc bảo kê cho các cái đường dây buôn lậu ở khu vực tỉnh Kiên Giang. Đó là lý do mà ông Nguyễn Thế Anh đã che mắt thiên hạ bằng cách nói vì lý do sức khỏe. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể với quý vị để quý vị thấy rằng không có gì lạ khi sau kết thúc cái đại hội 12, trong báo cáo chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra cái việc phải xem xét xử lý kỷ luật
đối với hàng chục các cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kể cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương và nhiều tướng lĩnh cao cấp. Do đó cái việc Quốc hội khóa 15 đã bầu mà chưa công bố kết quả thôi mà đã lần lượt lòi ra biết bao nhiêu con sâu, hay người ta còn nói là chưa làm việc đã bị phát lộ. Kể cả các cái nhân vật như Nguyễn Quang Tuấn hay đại tá chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Kiên Giang ông Nguyễn Thế Anh may mà bị phát hiện sớm, chứ không sau này nếu không bị phát hiện thì người ta trở thành các đại biểu quốc hội ưu tú ngồi trong nghị trường ở Việt Nam. Trở lại một cái vấn đề liên quan tới tướng Nguyễn Chí Vịnh, trong một cái bài viết mới đây của tác giả Trần Khát Chân với tiêu đề Nguyễn Chí Vịnh đã đánh bóng cá nhân nhằm chạy tội. Thưa quý vị, theo tác giả Trần Khát Chân, người ta có câu một nửa cái bánh mì không phải là cái bánh mì. Đó là lý do chẳng có ai yêu cầu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một cựu tướng tình báo, phải đưa cầu bánh mì lên trên bàn truyền thông trong một cái bài phỏng vấn mới đây. Theo tác giả, những cái kiểu đánh bóng cá nhân cũng như cách chạy tội cùng với các cái quan thầy của Nguyễn Chí Vịnh, đó là ông Lê Đức Anh hay Lê Khả Phiêu. Điều đó đã cho thấy Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hơi xem thường công luận, bởi vì theo tác giả, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật. Và câu chuyện ngạn ngữ này nó trúng phốc cho cái loạt bài trả lời phỏng vấn mới đây của tướng ba sao ông Nguyễn Chí Vịnh. Đó là một cái bài báo đăng trên báo VN Express ngày 31 tháng 5 năm 2021. Theo tác giả, những người dàn dựng show diễn này còn bố trí để dưới mỗi bài nhung nhúc hàng loạt các cái dư luận viên của cái lực lượng AK-47 nhảy vào để lợi dụng cơ hội tung hô nội dung cũng như tung hô cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh lên tận mây xanh. Theo tác giả, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khá thành công sau khi xây dựng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, tức Tổng cục 2, trở thành một vương quốc riêng, và con hổ Nguyễn Chí Vịnh ở Tổng cục 2 gần như làm chúa sơn lâm một thời. Nhờ cái pháp lệnh tình báo năm 1996 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cái nghị định của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt bị ép ký năm 1997. Theo tác giả Trần Khát Chân cho biết, cả hai văn bản pháp quy vừa kể nó cho phép tướng Vịnh tha hồ tác oai tác quái, vừa là tình báo vừa là an ninh. Do đó Tổng cục Tình báo Quân đội trở thành một cái con ngáo ộp siêu quyền lực, có quyền thọc sâu vào mọi nơi mọi lúc, khiến cho các cái thành viên Bộ Chính trị lẫn Ban Bí thư nhiều lúc cảm giác đã nghẹt thở. Theo đó trải qua bao nhiêu nguy cơ, theo đó trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy thời cưỡi hồ này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đang lo làm thế nào để bảo toàn sinh mệnh khi rời chức chúa sơn lâm, do chính bố vợ của tướng Vịnh là tướng Cũ Chính dọn đường cho con rể và đồng bọn. Tướng Nguyễn Chí Vịnh quyết định phải chui rẻ mấy cái lưới sắt bảo hiểm, và một trong những cái lưới sắt đấy đó là Nguyễn Chí Vịnh phải đưa ra một số tuyên bố mang tính màu sắc chính trị của đảng và nhà nước. Có như thế thì những cái con kiến đang lăm le nuốt con cá Nguyễn Chí Vịnh mới không dám giở trò, bởi vì Nguyễn Chí Vịnh thừa biết thành mình là thú tội. Và cả hai bài phỏng vấn vừa qua của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được chuẩn bị theo một cái kiểu nói nước đôi vòng vo tam quốc. Tuy nhiên theo tác giả Trần Khắc Chân, tiểu trùng có thể gom thành hai chủ đề chính mà Nguyễn Chí Vịnh có thể sai phạm liên quan tới cái vấn đề mua sắm vũ khí quốc phòng và thái độ của Nguyễn Chí Vịnh đối với cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 20 năm trở lại đây. Và thật ra tướng Nguyễn Chí Vịnh biết rõ những cái chủ đề này sẽ còn đeo bám sự nghiệp chính trị cũng như cuộc đời của Nguyễn Chí Vịnh sau khi về hưu. Và nếu như đời này kiếp này Nguyễn Chí Vịnh chưa có cách nào trả được những món nợ thế kỷ đó cho dân tộc Việt Nam thì người ta còn hỏi tội kể cả mồ mà của Nguyễn Chí Vịnh. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc mua sắm vũ khí mà Nguyễn Chí Vịnh đã dúng tràm rất sâu, rất dày, chúng tôi xin tường thuật với quý vị một cái bài viết hẳn quý vị chưa quên. Đó là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 7 năm 2017 có một cái bài viết cho biết quan chức quốc phòng Việt Nam đòi Hoa Kỳ phải lại quả từ các cái hợp đồng mua bán vũ khí với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dẫn một cái nguồn tin của hãng tình báo quốc phòng Anh tiết lộ cho biết các quan chức chính phủ Việt Nam
đã yêu cầu các đối tác Hoa Kỳ phải trả cho họ 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí mà Việt Nam ký mua với Mỹ. Theo đó, Sepha Media đã trích dẫn một cái nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các giới chức quốc phòng của Việt Nam thông báo cho phái đoàn Hoa Kỳ trong một cuộc họp gần đây ở Hà Nội cho biết các thương vụ mua bán vũ khí, giới chức quốc phòng Việt Nam yêu cầu chính phủ Mỹ phải lại quả cho họ 1/4 tổng giá trị hợp đồng, và các quan chức Việt Nam cho biết họ sẽ rửa tiền ở Singapore thông qua các bà vợ của họ. Theo nguồn tin này, cuộc họp đã đột ngột phải dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra những yêu cầu vô lý mà trong luật của chính phủ Mỹ không chấp nhận những cái điều vừa kể. Thưa quý vị, bình luận về vấn đề này, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho rằng trả tiền hoa hồng hay loại quả hay Việt Nam người ta gọi là phí bồi trơn, nó là một cái sự việc rất phổ biến ở Việt Nam, thậm chí nó còn được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Trong một cái khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, giai đoạn đó đã cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải chấp nhận trả phí bồi trơn cho các quan chức để công việc kinh doanh của họ được thuận tiện. Đó là lý do tại sao năm 2016, chỉ số chống tham nhũng của Việt Nam được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng thứ 113 trên 126. Trở lại các vấn đề tham nhũng của quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các cái thương vụ mua bán vũ khí, theo Sifat Media, một cái hãng tin truyền cung cấp thông tin tình báo có độ tin cậy cao về việc kinh doanh và quốc phòng trong 35 năm qua. Nguồn tin từ Singapore cho biết các quan chức chính phủ Việt Nam thực hiện việc rửa tiền ở nước Đông Nam Á này, tức Singapore, thông qua các bà vợ của họ. Đồng thời, hãng tin Sifat Media còn cho biết những cái hoạt động rửa tiền này được tiến hành cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng tôi phải giới thiệu với quý vị để quý vị hiểu rằng trong cái đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ được đưa ra năm 1997, thì các doanh nghiệp của Hoa Kỳ không được phép tiến hành các thương vụ mua bán theo cái phương thức như vừa kể, tức là trả hoa hồng hoặc lại quả theo cách gọi người Việt Nam. Và cái đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài sẽ khép hành vi đưa nhận hối lộ vào tội hình sự cấp liên bang. Đó là lý do tại sao giới phân tích Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào nguồn vũ khí của Nga và chấm dứt bất kỳ mối quan hệ quân sự đích thực nào giữa Mỹ và Hoa Kỳ bởi vì thiếu cái nguồn tiền bồi trơn. Thưa quý vị, trong khi đó, cái khối lượng mua sắm vũ khí ở Việt Nam nằm trong top 10 các danh sách nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Được biết, trong cái giai đoạn 2012 tới năm 2020, Việt Nam nhập vũ khí với giá trị ước chừng 7 tỷ đô la, chiếm 3% thị phần toàn cầu. Đó là lý do tại sao các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam thích mua sắm các vũ khí của Nga, dù rằng có những ý kiến cho rằng nếu dựa vào vũ khí của Nga thì làm sao có thể đối đầu với Trung Cộng, khi mà những cái vũ khí này Nga đồng thời bán cho Trung Cộng với số lượng nhiều hơn, đôi khi là những cái phiên bản tiên tiến hiện đại hơn. Đó là lý do tại sao trong vòng 4-5 năm qua, kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã ký một cái tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam từ tháng 5 năm 2016 cho đến nay, thì hầu như Việt Nam vẫn chưa được một cái món hàng nào về mặt thiết bị quân sự đáng kể từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện liên quan với Nguyễn Chí Vịnh và người ta cho rằng ông Vịnh dính sâu vào những cái vết chạm trong việc mua sắm vũ khí. Cụ thể là với tư cách Tổng cục Tình báo Quân đội, Nguyễn Chí Vịnh thậm chí nhúng tay trực tiếp và Tổng cục 2 trở thành một cái đơn vị ký hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng. Đó là có những cái đồn đoán cho thấy ông Nguyễn Chí Vịnh cùng với chị gái của mình tham gia là một trong những cái cổ đông chính của cái hãng hàng không Vietjet. Điều này nó cũng là một cái nguồn rửa tiền của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện ông Nguyễn Chí Vịnh chạy tội cũng như ca ngợi đánh bóng tên tuổi của các cái quan thầy, đó là các ông Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu trong hai bài phỏng vấn gần đây. Mà đó là quý vị hẳn chưa quên, Nguyễn Chí Vịnh
nhắc đến trong bài phỏng vấn, nhiều lần tháp tùng Lê Khả Phiêu trong các cuộc hội nghị đàm phán với Trung Quốc trong cái vấn đề lãnh thổ. Và tại sao Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lâu nay vẫn mang tiếng là một kẻ thân Trung Quốc, đồng thời là một tội đồ bán đất bán biển? Tác giả Trần Khát Chân đã dẫn ra một cái bằng chứng, đó là những cái tài liệu ghi trong chương 20 sách Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức đánh giá về Lê Khả Phiêu, cho rằng Lê Khả Phiêu là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị, do đó Tứ Phiêu không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Và những cái quyết định của Lê Khả Phiêu đưa ra trong nhiệm kỳ giữ chức Tổng Bí thư đã từng bị chỉ trích trong cả nội bộ Bộ Chính trị cũng như dư luận xã hội, nhất là đối với những quyết định gay gò để kết thúc đàm phán biên giới Việt Nam Trung Quốc. Còn về đại tướng Lê Đức Anh, theo tác giả Trần Khát Chân, là một kẻ từng ra lệnh cho 64 chiến khí hải quân công binh ở Gạc Ma không được nổ súng khi Trung Quốc tràn lên chiếm đảo vào năm 1988. Đó là lý do vì sao dư luận xã hội Việt Nam, kể cả trong giới tướng lĩnh cao cấp hay cựu chiến binh, nhiều năm qua người ta cho rằng bởi có lệnh từ gấp cao, thậm chí người ta chỉ thẳng đó là lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lê Đức Anh đã không cho phép các chiến sĩ hải quân Việt Nam được nổ súng kháng cự. Vậy mà tướng Vịnh trong cái bài phỏng vấn vừa qua lại lã chã nước mắt khi cho rằng trước lúc đại tướng Lê Đức Anh mất đi, di nguyện của ông Lê Đức Anh là phải đưa bằng được 64 chiến sĩ Gạc Ma về quê nhà. Và đó cũng là điều mà Tứ Vịnh thể hiện cho rằng đó là điều mà tôi, tức Tứ Vịnh, dây dứt chưa làm được. Đó là lý do tác giả Trần Khắc Chân cho rằng đúng là thầy nào trò nấy, cùng diễn một cái trò nước mắt cá sấu như nhau. Trở lại về cái vấn đề mua sắm vũ khí và các tuyên bố của tướng Nguyễn Chí Vịnh, theo tác giả dường như ông Nguyễn Chí Vịnh đã hiểu sai nếu như không muốn nói rằng Tứ Vịnh cố tình xuyên tạc một cái câu ngạn ngữ làm tình. Theo đó, nếu bạn thật sự muốn hòa bình hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Xong trong bài trả lời phỏng vấn thì tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời theo một cái xu hướng ngược lại, đó là luyện quân tốt để không phải đánh nhau, mua vũ khí hiện đại để không phải bắn. Theo tác giả Trần Khắc Chân không hiểu Tứ Vịnh hiểu sai hay cố tình xuyên tạc ở chỗ ngạn ngữ Latin làm câu kinh điển mạnh mẽ và dứt khoát. Đó là một mệnh đề phức hợp có điều kiện. Còn cái câu trả lời của Tứ Vịnh phản ánh một thứ chủ nghĩa chiết trùng đầy ngụy biện, tức là vì muốn hòa bình nên không muốn chiến tranh mà thôi. Nó không quả quyết nhưng cũng không dứt khoát, mà nó chỉ được trưng ra như một giả định với hai mệnh đề song song, dùng chủ nghĩa chiết trùng và thuật ngụy biện để ru ngủ quân đội Việt Nam và khiến cho họ lơ là trong vấn đề phòng thủ quốc gia. Và điều đó làm cho quân đội mất cảnh giác bằng cách nuôi dưỡng một thứ chủ nghĩa đầu hàng vô lối. Đó là một cách tiếp tay cho bành trướng Bắc Kinh. Theo tác giả, thuật ngụy biện ở đây là Tứ Vịnh tuy có chú ý tới những cái mối liên hệ khác nhau của sự vật, nhưng lại đưa ra không cơ bản thành cái cơ bản, cái không bản chất thành cái có bản chất. Theo Tứ Vịnh, luyện quân mà không trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thì luyện để làm gì? Mua vũ khí hiện đại mà không chuẩn bị tinh thần để chút lên đầu kẻ thù thì để ngắm vũ khí hay sao? Thưa quý vị, trở về cái tâm trạng của Tứ Vịnh trong những ngày này, đó là theo tác giả, Tứ Vịnh đang lo bị đàn áp. Được biết trong cái giai đoạn gần đây có 3 sĩ quan cấp cao gồm có một trung tướng, một thiếu tướng và một đại tá đã có một cái lá thư tuyệt mật tố cáo Nguyễn Chí Vịnh tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là nguồn cơn của cái việc mà tướng Nguyễn Chí Vịnh hiện nay đang bị lập hồ sơ điều tra về các hành vi tham nhũng trong thời gian công tác tại Tổng cục 2 cũng như giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng. Nhưng mà một cái vấn đề theo tác giả, người ngoài cuộc người ta không hiểu tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không giao cho Quân ủy Trung ương hay cơ quan nội chính điều tra mà lại giao cái hồ sơ này trả lại cho Tổng cục 2 tiến hành xử lý. Theo đó, xử lý như vậy thì khác nào để cho cầu thủ phạm lỗi trên sân bóng vừa đá bóng vừa thổi còi. Và do đó tác giả cho rằng tiếng còi hẳn nhiên sẽ không bao giờ được cất lên. Vụ việc đối với Nguyễn Chí Vịnh sẽ phải chìm xuống là một cái chuyện tất yếu. Theo tác giả tiết lộ, nếu như ai muốn tìm hiểu các góc khuất về những tội ác và các cái hành tung mơ ám
liên quan tới cái vụ việc tham nhũng của tướng Vịnh và đồng bọn thì có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với đồng chí Vũ Minh Chí. Bài viết này được đăng tải trên trang BoShip, và nếu đọc qua nội dung bài viết thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu ngay được cái nỗi lo sợ của tướng Nguyễn Chí Vịnh hiện nay bắt nguồn từ đâu. Đó chính là các cái hồ sơ liên quan tới các vụ lại quả những khoản tiền bôi trơn khổng lồ khi mua vũ khí, cho đến đấu đá nội bộ khốc liệt, đầu đầu cũng có bàn tay của Nguyễn Chí Vịnh và Tổng cục Tình báo. Trong cả hai bài trả lời phỏng vấn gần đây của tướng Nguyễn Chí Vịnh đều nói theo một cái kiểu mười voi không được một bát nước sáo. Theo tác giả Trần Khang Trân, có những lúc người ta thấy tướng Vịnh đã mon men gần đến sự thật khi mà Nguyễn Chí Vịnh lăn tăn: nếu để mất Biển Đông thì quân đội Việt Nam, các cái nhà lãnh đạo sẽ có tội với đất nước và cũng sẽ không yên được với dân Việt Nam. Thưa quý vị, tác giả cho rằng đúng vậy, những cái thứ nhưng đó chỉ là cái hành động của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đang lo chạy tội. Và điều này chính ban lãnh đạo Trung Nam Hải người ta còn biết rõ hơn và biết sớm hơn ông Nguyễn Chí Vịnh. Bởi vì hàng chục năm nay, mỗi lần xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đặc biệt là khi lấn sâu vào vùng thềm lục địa và trong quyền đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, thì cuối cùng Trung Quốc vẫn phải rút lui. Chủ yếu là vì Trung Quốc đo lường được mức độ phẫn uất của người dân Việt Nam, chứ không phải nhờ bộ phận quân đội do tướng Vịnh quản lý, mà theo tướng Vịnh, từ trên xuống dưới đều coi Biển Đông là sống còn, chủ quyền lãnh thổ là điều tuyệt đối không bao giờ được phép buông tay. Thậm chí tướng Vịnh còn khoe quân đội Việt Nam bảo vệ chủ quyền. Vậy tại sao tướng Vịnh và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội lại chỉ đạo đàn áp dã man các cuộc biểu tình hòa bình của người dân Việt Nam, biểu tình trong ngôn hòa chống Trung Quốc xâm lược? Người dân Việt Nam mặc áo để chữ ngô dù, tức là một cái mục tiêu phản đối đường lưỡi bò chín đoạn của Tổng cộng như vậy, tại sao công đàn áp khốc liệt để làm gì? Theo tác giả Trần Khắc Trân, rất may là mấy cái đầu nhóm ở Trung Nam Hải họ còn biết sợ. Họ sợ còn dân nước Việt tức nước vỡ bờ, người dân Việt Nam sẽ vùng lên lật nhào cái chế độ hèn với giặc ác với dân của các ông. Mà nếu như vậy thì ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ trắng tay. Ban lãnh đạo Trung Nam Hải hoàn toàn không hề sợ cái gọi là chủ trương các ông để cho hải quân bám bờ, còn đẩy ngư dân ra bám biển. Theo tác giả Trần Khắc Trân, đối với tương lai Nguyễn Chí Vịnh chỉ có một chữ, đó là lưới lời chống lưới trời lồng lộng đang chờ. Theo đó có thể nói một cái khách quan, tướng Nguyễn Chí Vịnh phải là một người chịu trách nhiệm lớn nhất về các sai phạm của Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo quân đội. Ngoài ra, tướng Nguyễn Chí Vịnh còn bị lợi dụng chức quyền và các tính chất đặc thù của hoạt động tình báo để rồi nhập nhèm trong chi tiêu ngân sách, đặc biệt qua các cái thương vụ mua sắm vũ khí của quân đội Việt Nam do sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Chí Vịnh. Đó là lý do tại sao tướng Nguyễn Chí Vịnh và gia tộc đã tích lũy được một những cái tài sản khổng lồ. Một mình Nguyễn Chí Vịnh chiếm tới 7 ngôi nhà, đã bán 2, còn lại 5, đó là biệt thự Cống Chèm, nhà 27 Nam Tràng Trúc Bạch, nhà 25 Nguyễn Khắc Hiếu Trúc Bạch, nhà 1A C16 Mỹ Đình, 1 căn hộ Đờ Gạc Đền Hà Nội, 300m2 đất tại Hồ Sen Nhật Lâm, 2 hectare đất tại làng Hòa Lạc, 7.000m2 đất ở Viêng Chăn Lào, mua với giá 2,1 triệu đô la, bán 3,7 triệu đô la, 3.000m2 đất ở Viêng Chăn, mua giá 500.000 đô, bán 1 triệu rưỡi đô la. Theo tác giả, những tướng Vịnh và những người trong cuộc họ biết rất rõ các cái tài sản nổi nói trên chẳng thấm vào đâu so với phần cổ đông chìm của Nguyễn Chí Vịnh và bà Nguyễn Thanh Hà, có cái biệt danh là Hà Vịnh, một trong những thành viên sáng lập và được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vietjet từ năm 2007. Bà Nguyễn Thanh Hà, em gái của Nguyễn Chí Vịnh, từ một cái mama tổng quản phụ trách các cô gái tiếp viên hàng không của hàng không Việt Nam, nhờ vào tài bao sân của em trai, tức tướng Nguyễn Chí Vịnh, và đức làng quần của bà Nguyễn Thị Hà là chánh văn phòng Bộ Quốc phòng. Do đó cổ đông của hai chị em Thanh Hà Chí Vịnh còn lớn hơn cả cổ đông của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Thưa quý vị, ở cái đoạn này thì tôi phải đính chính. Theo tôi biết thì bà Nguyễn Thanh Hà, tức bà Hà Cận, là chị gái
chứ không phải là em gái của Nguyễn Chí Vịnh, chắc tác giả Trần Khát Chân đã nhầm. Tại vì đối với Nguyễn Chí Vịnh và gia đình Nguyễn Chí Vịnh thì tôi khá rành. Thưa quý vị, tác giả Trần Khát Chân còn đưa ra một cái câu chuyện cách đây hơn 10 năm. Đó là trong một cái lá đơn của 38 sĩ quan cao cấp và cán bộ cách mạng Lão Thành ký chung, trong một cái tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam phản đối việc tước quân hàm sĩ quan trung tá Vũ Minh Chí, một sĩ quan của Tổng cục Tình báo Quân đội. Thậm chí người ta đã khai trừ khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Vũ Minh Chí. Và được biết, trung tá Vũ Minh Chí từng là một người đã tố cáo những sai phạm của Nguyễn Chí Vịnh trong cái lúc là trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo Quân đội. Và kể cả những cái việc làm sai trái của tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh trước đây đã tố cáo từ lâu. Được biết, vào ngày 10 tháng 6 năm 2009, trong thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu rõ qua thư của đồng chí Vũ Minh Chí, trung tá, sĩ quan Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội: "Tôi thấy đây là một sự tố cáo của một cán bộ, một đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao. Đồng chí Vũ Minh Chí đã dũng cảm tố cáo sai trái những cái hành động mà mình cho là đang gây nguy hại đến Đảng Cộng sản Việt Nam, đến Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo tướng Võ Nguyên Giáp, đây là mỗi sự tố cáo theo đúng điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước của một cán bộ, một đảng viên đương chức, một người trong cuộc. Nó không phải là một thư nặc danh, thư của người ngoài cuộc. Và nếu đúng như đơn tố cáo thì đây là một cái tình hình cực kỳ nghiêm trọng đối với một lãnh đạo của Bộ Quốc phòng có tên là Nguyễn Chí Vịnh." Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, tác giả Trần Khát Chân cho rằng kể cả người ta muốn đánh bóng một đôi giày thì ít là người ta thì ít là đôi giày ấy phải được đóng từ da tốt, đánh bằng xi tốt. Một đôi giày da tồi xi rờm thì đánh mấy cũng thế thôi. Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng như vậy. Có thể Nguyễn Chí Vịnh thừa tiền để xây lăng tẩm lẫn viện bảo tàng cho cá nhân hay gia tộc của ông ta nếu muốn, nhưng Nguyễn Chí Vịnh chớ quên một cái câu đồng dao khắp chốn cùng quê hiện nay là: thương dân dân lập đền thờ, hai dân dân đánh ngập mồ thối xương. Thưa quý vị, trong lịch sử, triều đại nào càng nhiều lăng tẩm càng chóng lụi tàn. Đấy là cái vấn đề theo tác giả Trần Khát Chân. Bàn về chế độ, con gia tộc Nguyễn Chí Vịnh nó chỉ là một con muỗi so với quốc gia dân tộc Việt Nam này mà thôi. Thưa quý vị, cũng liên quan tới bài trả lời phỏng vấn của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh mới đây, tác giả Jack Hammer Nguyễn trong một bài viết với tựa đề "Thưa tướng Vịnh chẳng có gì mới cả", tác giả Jack Hammer Nguyễn đánh giá nội dung hai phần của bài phỏng vấn được đặt hai tựa đề thể hiện khá chính xác. Và nội dung chính đó là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh muốn phân trần với người Việt Nam về những bực bội của họ trong việc hàng chục năm qua chính quyền Việt Nam ngu nhược trước cái sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Và người dân Việt Nam đã thấy một cái điều đó là quân đội Việt Nam cứ tậu tàu to súng lớn mà không làm gì cả để ngăn chặn thế lực bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo tác giả Jack Hammer Nguyễn, công bằng mà nói, báo chí lề đạn giới chức Việt Nam và mới nhất là tướng Vịnh đã có những lời lẽ thẳng thắn hơn về sự lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trước đây, khi đề cập tới tàu chiến Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì ban lãnh đạo Hà Nội họ chỉ dám gọi là tàu lạ. Các địa danh ở Trung Quốc, Bắc Kinh dường như là những điều quý kỵ đối với các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong vài năm trở lại đây, ít nhất về mặt ngôn từ, họ đã có phần can đảm hơn. Nói về cái nội dung hai phần của phỏng vấn, theo tác giả Jack Hammer Nguyễn, chúng ta đồng ý với Tương Vịnh rằng nếu mất Biển Đông thì đương nhiên các quan chức Cộng sản Việt Nam, kể cả Tướng Vịnh, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, mà không phải chỉ có Biển Đông. Theo tác giả, các ông cũng phải chịu trách nhiệm về cái chuyện mất lãnh thổ trên đất liền qua những cái lần đàm phán bí mật với Bắc Kinh hàng chục năm qua dưới thời của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Theo tác giả, vì nếu không phải các ông thì là ai? Ai cầm quyền ở xứ này một mình một cõi mấy chục năm qua? Thưa quý vị, chuyện ông Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện mua vũ khí hiện đại không phải để bắn thì tác giả Jack Hammer Nguyễn cho rằng tôi đồng ý, nhưng chỉ có một phần thôi. Câu này thật ra nó là một câu ngạn ngữ Latin
mà người phương Tây người ta hay sử dụng. Đó là muốn có hòa bình thì bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh. Khi bọn Tàu nó đang làm mưa làm gió ngoài Biển Đông, đánh đập hà hiếp ngư dân của Việt Nam trong nhiều năm, thì ít là Hải quân Việt Nam phải bắn vài quả rocket hiện đại để cho bọn hải cảnh Tàu, bọn dân quân Việt Tàu nó sợ, hay là quân lính, bộ đội Việt Nam có bắn mà không nói ra. Theo tác giả, ngoài hai nội dung vừa kể, thì tướng Vịnh đột nhiên đưa ra các gương mặt nhiều tai tiếng của giới lãnh đạo Việt Nam. Đó là các ông Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu và Đỗ Mười. Không hiểu thâm ý của Nguyễn Chí Vịnh nói ra để làm gì. Nhưng rõ ràng, trong bài bình luận của cây bút Trần Khát Chân, khi ông Trần Khát Chân đánh giá, thì tác giả Jack Henry Nguyễn cho rằng tôi có hai nhận xét về những điều mà ông Vịnh đề cập trong bài. Thứ nhất, tướng Vịnh nói rằng từ năm 2000 trở đi, ngoại giao Việt Nam đã thay đổi hẳn, không còn đứng trên quan điểm lập trường địch ta nữa. Vấn đề thứ hai, theo tướng Vịnh, Việt Nam không quan ngại người Mỹ khi đề cập tới họ về chiến tranh ở Việt Nam, mà theo tướng Vịnh, họ cũng phải nghe mặc dù họ có thể không hài lòng ở trong bụng. Theo tác giả, ông Vịnh nói tới hai điều vừa kể như là cái gì đó rất mới, rất đặc biệt, đã khiến cho tôi, tức tác giả, nhớ tới cụm từ đổi mới hay được những người cộng sản nhắc tới khi họ nói về sự thay đổi chính sách kinh tế xã hội vào năm 1986, mà khi đó họ cho phép cơ chế thị trường được hoạt động. Theo tác giả, thật là chả có gì mới cả, mà thực chất nó là cái vấn đề quay lại với cái cũ, không có cái gì gọi là mới dưới gầm trời của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo tác giả, chuyện ông Vịnh phân định Việt quan niệm địch ta, đó là một chuyện cố chấp ương bướng của những người cộng sản Việt Nam, chứ không có một quốc gia bình thường nào người ta như thế cả. Bởi vì Churchill, thủ tướng của nước Anh, đã từng nói không có bạn kẻ vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn mà thôi. Mà ngay cả các quốc gia cộng sản bây giờ cũng có khi tư lợi, chẳng hạn như Liên Xô trong sách giáo khoa Việt Nam là nước chống lại phát xít oai hùng như vậy. Vậy mà từng ký hiệp ước với phát xít để chia đôi nước Ba Lan là tướng, chắc ông Nguyễn Chí Vịnh phải biết chuyện lịch sử đó chứ. Theo tác giả, bây giờ tướng Vịnh nói rằng như thế cũng hay, nhưng sẽ hay hơn nếu như tướng Vịnh nói rằng chúng ta đặt dân tộc lên trên hết chứ không phải lấy thức hệ. Đó là lý do tại sao trước đây ông Nguyễn Tân Dũng, cựu thủ tướng chính phủ, đã từng bác bỏ cái tình đoàn kết với ban lãnh đạo chủ Nam Hải là một sự hữu nghị viển vông. Nó có sao đâu. Về cái vấn đề, tướng Vịnh cho rằng người Mỹ trong bụng không hài lòng khi nói về chiến tranh Việt Nam. Theo tác giả Jack Hammer Nguyễn, ông Vịnh đã sai rồi, hoặc là ông không hiểu về người Mỹ, nước Mỹ. Nếu ông Vịnh nhớ lại câu chuyện Watergate, chuyện hồ sơ ngũ giác lại, rồi tướng Vịnh có thời gian xem phim Mỹ về chiến tranh Việt Nam, thì chắc chắn tướng Vịnh sẽ không nói như thế. Với tính chất minh bạch thông tin của xã hội dân chủ, đặc biệt là văn hóa của người Mỹ, thì người Mỹ đã, đang và sẽ bàn nước về chiến tranh Việt Nam dĩ nhiên là dưới góc nhìn của họ. Và xã hội Mỹ sẽ là một cái xã hội đi tới, một mặt nó cũng hay truy lại quá khứ, nhưng quá khứ đó đối với người Mỹ là để học lại những cái bài học sai lầm của họ. Điều đó nó không ảnh hưởng gì đến cái bước đi kế tiếp của ngoại giao Mỹ. Theo tác giả, trên các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ hiện nay, trong các tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ, người ta nói nhiều đến Việt Nam là một quốc gia đang có cùng quyền lợi với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh hay gần như chiến tranh lạnh chống lại Bắc Kinh. Và báo chí Việt Nam, sách vở Việt Nam thì bây giờ họ vẫn ra rả về những Mỹ, những Ngụy, về chống Mỹ cứu nước. Theo tác giả Jack Hammer, khi người Mỹ đề cập tới cuộc chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn của họ, với những người như tướng Vịnh và các đồng chí của ông ta, có lẽ chính các ông, các cái quan chức cộng sản mới có nhiều bực bội hơn họ. Tuy nhiên, tác giả Jack Hammer thừa nhận, tôi công nhận một điều trong bài trả lời phỏng vấn của tướng Vịnh là mới, đó là tướng Vịnh dùng một cụm từ chiến tranh Việt Nam chứ không dùng cái từ chiến tranh chống Mỹ. Và khi ông nói chiến tranh Việt Nam, nó có nghĩa là đây là một cuộc chiến ý thức hệ, một cuộc nội chiến giữa anh em hai miền Nam Bắc mà thôi. Theo tác giả, tôi biết có lẽ ông Nguyễn Chí Vịnh đi Mỹ quá nhiều, rồi không khéo tướng Vịnh đang bị diễn biến hòa bình nó làm mờ mắt,
Nhưng bà rõ ràng Hứa Vịnh cũng đừng ngại để phải đổi lại, bởi vì tướng Nguyễn Tri Vịnh đã bắt đầu về hưu cần làm người tử tế để sống với dân, và quan thì nhất thời, dân thì vạn đại. Thưa tướng Nguyễn Tri Vịnh, thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn những cái tội trạng của ông Nguyễn Tri Vịnh trong cái thời gian lãnh đạo Tổng cục 2, tức Tổng cục Tình báo Quân đội, như quý vị đã biết, vào ngày 16 tháng 12 năm 2008, Trung tá Vũ Minh Chí, cán bộ của Tổng cục 2, đã đưa một cái lá đơn tố cáo lên mạng xã hội. Điều đó đã khiến cho dư luận xã hội hết sức hoang mang về nhân vật Nguyễn Tri Vịnh và cơ quan tình báo đầy quyền lực Tổng cục 2 này. Trong lá đơn của Trung tá Vũ Minh Chí đã cho thấy Trung tướng Nguyễn Tri Vịnh có tham vọng đưa Tổng cục 2 đến cương vị của một sứ quân trong việc cấu kết nhiều cán bộ, nhiều phe nhóm ở trong đảng, để biến Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội trở thành một cái mái nhà riêng, có toàn quyền thao túng chính trị Việt Nam. Thưa quý vị, cái đơn tố cáo của Trung tá Vũ Minh Chí nó liên quan tới câu chuyện mà có thể tóm tắt là Nguyễn Tri Vịnh là một cái nhân vật trung tâm của cái gọi là vụ án siêu nghiêm trọng liên quan tới Tổng cục Tình báo Quân đội, một cơ quan tình báo quân sự đã được nâng cấp lên thành một cơ quan tình báo quốc gia có quyền hạn không hạn chế, là một nhà nước trong một nhà nước do Nguyễn Tri Vịnh làm thứ trưởng. Những cái người ra sức ủng hộ, bình chè mọi tội lỗi, còn muốn quyết định đưa lên cấp cao hơn nữa Nguyễn Tri Vịnh là hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, nguyên Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, đồng thời là Tổng Bí thư đương quyền. Giai đoạn đó, ông Lương Đức Mạnh, theo đó các nhân vật vừa kể, có một ý định đưa Nguyễn Tri Vịnh vào chức vụ cao hơn cho Bộ Quốc phòng, và cao nhất sẽ vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Đại tướng Phùng Quang Thành tại cái dịp Đại hội 12. Cũng có những sự phán đoán xa hơn về mưu đồ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, kể cả Nông Đức Mạnh, định đưa Nguyễn Tri Vịnh lên cái vị thế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước vào Đại hội 13. Đó là kỳ vọng của những cái kẻ được đánh giá là duy ý chí, tự tin một cách quá mức. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cái việc cản trở con đường danh vọng của Nguyễn Tri Vịnh không ít, đó là hàng loạt các cái tướng lĩnh cao cấp trong đảng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Chu Duy Mân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Phùng Thế Tài, Đặng Vũ Hiệp, Hoàng Minh Thảo, kể cả Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Nam Khánh, Lê Tự Đồng, và với hơn 60 thiếu tướng, 60 đại tá và một số lớn sĩ quan cựu chiến binh. Thậm chí ngày 15 tháng 7 năm 2010, 12 đại tá từng là cấp trên chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Tri Vịnh có gửi một cái kiến nghị cho tới Bộ Chính trị và Ban Kiểm tra Trung ương, chỉ rõ Nguyễn Tri Vịnh vẫn được hạng quân hàm trung tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đó là một sự xúc phạm lớn đến danh dự, uy tín của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan và bộ đội. Sau đó là một cái kiến nghị tán thành, là một lá thư đề ngày 10 tháng 7 năm 2010 của 38 tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao, yêu cầu không để Nguyễn Tri Vịnh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, không được cơ cấu vào đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quân, Đại hội Đảng toàn quốc và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 11. Lúc đó, được biết sau khi Lương Đức Mạnh vào giữa năm 2006 không ép được, cuộc họp cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương ghi tên Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Tri Vịnh vào danh sách Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 10. Ông Mạnh, ông Mười và ông Lê Đức Anh cố đấm ăn xôi, dựa vào quyền lực đang còn, Nông Đức Mạnh đã ép được Bộ Chính trị đưa Nguyễn Tri Vịnh vào chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và đó là tạo đà thăng tiến cho Nguyễn Tri Vịnh sau này, với hy vọng Nguyễn Tri Vịnh sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, về cái chủ đề liên quan tới Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại, ông Nguyễn Tri Vịnh, con trai của Đại tướng Nguyễn Tri Thành, một trong những không thần khai quốc của Việt Nam, nó còn nhiều cái vấn đề phải bàn, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến quý vị những cái bình luận và các cái tư liệu liên quan để quý vị hiểu rõ hơn về con người Nguyễn Tri Vịnh. Song có một điều chắc chắn, thưa quý vị, đó là tại sao trước khi về hưu, Thượng tướng cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại đã cảm thấy run sợ? Và cái điều Nguyễn Tri Vịnh sợ chắc chắn là trước đây, sau hàng chục năm trời, tướng Vịnh là kiến
là cá ăn kiến, và giờ đây theo giới phân tích rất có thể bắt đầu một cái giai đoạn mới, đó là kiến sẽ quay trở lại ăn cá Nguyễn Chí Vịnh. Và số phận cũng như tương lai của Nguyễn Chí Vịnh ra sao sau khi rời bỏ chính trường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị để quý vị nắm sát tình hình. Thưa quý vị, chương trình Bình luận Thời sự của KTV liên quan tới một cái nhân vật được dư luận quan tâm trong cái thời gian khoảng 20 năm trở lại đây, đó là Nguyễn Chí Vịnh. Với những đồ đoán hiện nay cho biết Nguyễn Chí Vịnh sẽ bị hỏi tội, giữa những cái bề bối hàng loạt các cái nhân sự chiến lược được ông Nguyễn Phú Trọng cơ cấu đã bắt đầu xuất hiện những cái biểu hiện nhúng chàm, và có lẽ sẽ bị tước hết các chức vụ, và thậm chí người ta có thể khởi tố truy tố. Và những cái điều chúng tôi nói với quý vị lâu nay, đó là cái công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thất bại cũng bởi cái chính sách làm nhân sự. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn dựa vào hai nhân vật là trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà hai nhân vật vừa kể đó là các ông Hồ Mẫu Ngoạt và Đinh Văn Ân, là các nhân vật được cho là vô chạy chức, vô chạy án, thậm chí còn được coi là các cái kẻ buôn vua. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 được cho là chưa từng có một cái thời kỳ nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà cái chuyện chạy chức chạy quyền nó phổ biến, và cái việc thăng tiến bằng tiền nó rõ rệt rõ ràng. Như quý vị đã thấy, như Quốc hội khóa 15 vừa bầu xong chưa ra mắt, vậy mà đã có những cái đại biểu Quốc hội trúng cử phải tự giác xin rút lui hoặc chịu những cái áp lực nhỏ đó. Và bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, những cái tin tức nổi bật trong bản tin ngày hôm nay, đó là tin tức Hoa Kỳ đã chính thức cung cấp bom chùm cho pháo binh Ukraine. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng. Theo giới phân tích, nó sẽ giúp cho công cuộc giải phóng lãnh thổ của quân đội Ukraine sẽ được tăng tốc. Và một cái nội dung thứ hai khiến cho giới phân tích quốc tế hết sức bất ngờ, đó là câu chuyện Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Gerasimov đã chính thức từ chức. Và điều đó nó lại phù hợp với những đòi hỏi của ông trùm Wagner Prigozhin. Những cái điều vừa kể cộng với việc Prigozhin hiện nay đang ở trên lãnh thổ Nga đã phần nào cho người ta hiểu lý do tại sao quyền lực của Tổng thống Nga Putin giảm sút trong những ngày gần đây. Trở lại câu chuyện Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp đạn chùm cho pháo binh Ukraine, mà theo Tổng thống Joe Biden giải thích rằng với lý do hiện nay Hoa Kỳ không thể cung cấp cho Ukraine một cái số lượng đạn nổ mạnh cần thiết, và đó là lý do khiến cho tốc độ phản công của quân đội Ukraine đang rất chậm chạp. Một cái điều quan trọng, thưa quý vị, đó là sau cái tuyên bố của Hoa Kỳ, lập tức Medvedev lại lên tiếng, và vẫn như cái bản cũ chép lại, Medvedev cho rằng nước Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả. Và thưa quý vị, người ta quá quen thuộc với những cái lời lẽ đe dọa, nói nhưng không làm của Medvedev. Đó là lý do tại sao mạng xã hội Nga đã đưa ra những cái bình luận cho rằng Ukraine đã vượt qua rất nhiều những làn ranh đỏ, thậm chí những cái làn ranh đỏ sẫm. Và giới chức Điện Kremlin luôn luôn mang câu chuyện vũ khí hạt nhân ra để khủng bố đe dọa, nhưng cuối cùng không dám áp dụng. Theo giới phân tích quốc tế, cuộc chiến Ukraine hiện nay và nó đã làm cho chế độ của Tổng thống Nga Putin đang suy sụp về mặt quân sự. Song mặt trận kinh tế của nước Nga hiện nay còn đáng lo ngại hơn nhiều lần. Cuộc sống của người dân Nga hiện nay đã chịu tác động rất nhiều bởi lý do cấm vận, dân Nga thiếu hàng hóa, hiện nay chỉ giữ một cái giao thương với Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi ai ai cũng biết nước Nga sống nhờ vào dầu mỏ. Nhưng kể từ khi nước Nga khởi sự xâm lược Ukraine thì các quốc gia châu Âu đã chính thức không mua dầu của Nga, và một cái nguồn ngoại tệ đáng kể đã bị cắt đứt. Trong khi châu Âu và các quốc gia trên thế giới họ đang chủ động tìm các cái nguồn năng lượng mới. Đó là lý do nước Nga không có hy vọng vào việc khai thác cũng như xuất khẩu dầu mỏ.
Trong khi đó mới nhất, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đưa ra những lời khuyên cho Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Theo Joe Biden, khuyên ông Tập rằng hãy cẩn thận với Putin. Đồng thời Biden nhắc với ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh hiện nay chủ yếu dựa vào đầu tư của phương Tây. Những điều vừa kể đó là tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN. Theo Reuters trích lời phát biểu của ông Joe Biden nói với CNN rằng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, đã có hơn 600 công ty của Hoa Kỳ đã rời khỏi nước Nga. Ông Biden nói tiếp, và bạn đã nói với chúng tôi rằng nền kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc vào các cái khoản đầu tư từ châu Âu và Hoa Kỳ, và Tổng thống Hoa Kỳ nhắc khéo ông Tập Cận Bình rằng bạn hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Thậm chí, ông Joe Biden nhấn mạnh rằng đó không phải là cái lời đe dọa của nước Mỹ, mà chỉ là một cái lời nhắc nhở đối với Trung Quốc. Được biết, ông Tập Cận Bình không có những cái phản ứng mà chỉ lắng nghe. Theo ý kiến của ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cam kết không cung cấp hay hỗ trợ vô điều kiện cho nước Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell mới đây đã bày tỏ các cái lo ngại khi cho rằng Putin đã thấy địa vị của ông ta hết sức lung lay, thì Putin sẽ trở thành một con người nguy hiểm hơn. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu, khẳng định Putin đã bất động quyền trong việc điều động vũ lực của quân đội, nhưng một cái nước Nga bất ổn lại làm cái điều đáng lo ngại hơn. Theo giới phân tích cho rằng, chính phủ các nước phương Tây đang bàn kín về những cái kế hoạch đối phó với nước Nga, đặc biệt trong giai đoạn hậu Putin. Và một cái người lo lắng tính toán nhiều nhất vẫn là ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập có thể giúp Putin bằng cách bắt đầu những cái cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Ukraine, nhưng vấn đề là Putin có chấp nhận hay không. Trở lại tình hình liên quan tới chiến sự Ukraine, một cái thông tin mới nhất cho biết lần đầu tiên quân đội Ukraine công khai thừa nhận rằng họ là thủ phạm khiến cho cây cầu Crimea bị phá hủy vào tháng 10 năm 2022. Đó là trong cái thông báo về những chiến thắng của quân đội Ukraine trong hơn 500 ngày của cuộc chiến chống lại nước Nga. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliya thừa nhận rằng vào mùa thu năm 2022, Ukraine đã giáng một cái đòn sấm sét vào cây cầu Crimea. Theo đó, hoạt động đó là một sự cần thiết để phá vỡ hậu cần của quân đội Nga đối với Crimea. Theo giới phân tích, đây là một sự thừa nhận công khai đầu tiên của giới chức lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Tòa án Liên bang Nga đã ra chát bắt giữ vắng mặt đối với người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, tướng Kirill Budanov. Tuy nhiên, ông Budanov nói rằng ông coi đó là một sự đánh giá cao của nước Nga đối với hoạt động tình báo của Ukraine. Trong khi đó, có những tin tức trên mạng xã hội chia sẻ theo các blogger quân sự Nga cho rằng Tổng thống Nga Putin đã loại bỏ Tổng tham mưu trưởng Yevgeny Gerasimov khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng, người chỉ huy cuộc xâm lược Ukraine. Theo đó, Gerasimov là người đã phụ trách lực lượng quân đội Nga tại chiến trường Ukraine kể từ tháng 1 năm 2023 cho tới nay, và việc thay thế Sergei Serovikin trong chức vụ trước đó. Theo Moscow Times, một cái nhật báo tiếng Anh ở Nga, trích dẫn những cái nguồn tin của phóng viên quân đội Nga viết rằng Gerasimov về mặt chính thức vẫn giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, nhưng ông ta hoàn toàn không có liên quan gì đến việc giải quyết các cái vấn đề trong tiến trình chiến tranh trong thời gian này. Vẫn theo Moscow Times, trên thực tế, quyền hạn của Gerasimov đã được chuyển giao cho Thượng tướng Mikhail Teplinsky, một cái nhân vật thân cận của ông Putin, người một năm trước đây đã đảm nhận vị trí chỉ huy lực lượng dù quân đội Nga. Và kể từ tháng 4 năm 2023, tướng Teplinsky giữ chức vụ phó chỉ huy
lực lượng quân đội Nga tại Ukraine. Giới phân tích ngạc nhiên khi cho rằng một cái lý do cho các cái cuộc thanh trừng quy mô lớn trong quân đội Nga lúc này liên quan tới cái cuộc bạo động của thủ lĩnh Wagner, ông Prigozhin. Và hẳn quý vị biết rằng Prigozhin trước khi tổ chức một cái cuộc nổi loạn đã từng yêu cầu Tổng thống Nga Putin phải sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov. Cộng với những cái tin tức cho biết Prigozhin hiện nay đang ở trên lãnh thổ Nga, những cái điều vừa kể để cho thấy có những cái sự gắn kết mà bản thân Putin không thể tách rời Prigozhin. Đó làm cái điều khiến cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hoàn toàn không vừa lòng. Vẫn liên quan tới Ukraine, một cái tuyên bố mới nhất của Tổng thống Joe Biden gây sự chú ý. Theo đó, ông Joe Biden khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine khi Ukraine vẫn đứng bên ngoài NATO. Thậm chí Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine theo mô hình đối với Israel hiện nay. Theo Joe Biden, Hoa Kỳ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chúng tôi sẽ làm những biện pháp tương tự như những thứ đã được áp dụng đối với Israel, trong khi không bắt buộc Ukraine phải tham gia NATO. Theo ông Joe Biden, đó là một phần trong những cái đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp các cái gói hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đặc biệt về khả năng sản xuất chung giữa hai nước. Và thưa quý vị, một cái tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan mới nhất đưa ra những tuyên bố khẳng định rằng Ukraine đủ điều kiện tham dự NATO. Và đó là lý do phát ngôn viên của Điện Kremlin, cũng là người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, ông Peskov, cho rằng những cái hành động và tuyên bố của Ankara ngày hôm nay thực sự làm cái cú đâm sau lưng nước Nga. Theo giới phân tích, có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đã không coi nước Nga ra gì. Đặc biệt, liên quan tới cái sự kiện mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả tự do cho các cái tướng lĩnh là tù binh. Đó là những cái tướng lĩnh chỉ huy lực lượng quân đội Azov. Theo những cái thỏa thuận trước đây, những cái tù chỉ huy của lực lượng Azov sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ đến khi kết thúc chiến tranh. Nhưng ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã quyết định trả các cái tướng lĩnh Azov cho Ukraine. Theo giới phân tích, điều này đã được dự đoán trước bởi có những cái thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia trong Liên minh châu Âu. Một cái điều chua xót và cay đắng đối với nước Nga đó là Putin từng hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngăn cản không cho Ukraine gia nhập NATO. Nhưng cuối cùng, mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đưa ra một cái tuyên bố cho rằng không còn nghi ngờ gì Ukraine hoàn toàn xứng đáng tham gia Liên minh NATO. Trở lại câu chuyện liên quan tới việc Hoa Kỳ cung cấp bom chùm, một loại vũ khí thuộc dạng cấm, mà mới nhất Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra những cái khuyến cáo liên quan tới vấn đề vừa kể. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đưa ra những cái lý do tại sao họ lại cung cấp bom chùm cho Ukraine. Và thưa quý vị, nếu quý vị có điều kiện tiếp xúc với những cái clip mô tả sức mạnh của bom chùm, thì quý vị thấy rằng bom chùm được đưa đến Ukraine sẽ tăng tốc giải phóng lãnh thổ của quân đội Ukraine là một cái điều chắc chắn. Mới nhất, một cái quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc tuyên bố cuộc phản công của Ukraine hiện nay đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Theo đó, Hoa Kỳ và các cái đồng minh đã dành nhiều tháng để xây dựng một cái điều người ta gọi là ngọn núi thép vũ khí cho Ukraine, kể cả việc huấn luyện các cái lực lượng quân đội Ukraine để đảm bảo, cộng với những cái kỹ thuật vũ khí hỗn hợp để giúp cho quân đội Ukraine có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ rất ghê gớm của quân đội Nga hiện nay. Tuy nhiên, theo giới chức Tòa Bạch Ốc cho rằng quân đội Nga đã sử dụng nhiều tháng để đào sâu các cái vị trí phòng thủ bao quanh nó bằng các cái bãi mìn dày đặc, đặc biệt hệ thống công sự vũ trang dày đặc. Điều đó đã khiến cho bước tiến của quân đội Ukraine trở nên chậm chạp và đẫm máu. Theo ông Kolinko, cố vấn chính sách hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, nói với báo giới rằng
Nga đã thành công trong việc phòng thủ hơn là những cái đánh giá ban đầu. Đồng thời ông này cũng bày tỏ những cái sự tin tưởng quân đội Ukraine đang nỗ lực hết sức mình trong một cái cuộc chiến được đánh giá là hết sức khó khăn. Theo ông Colin Cor, họ tức quân đội Ukraine vẫn đang tấn công thăm dò các phòng tuyến của quân đội Nga và những cái khu vực yếu điểm, những cái thử thách thực sự sẽ là khi quân đội Ukraine xác định được những cái điểm yếu của họ và họ có thể khai thác chúng với một cái tốc độ nhanh chóng, đáng kinh ngạc. Chúng ta còn quá sớm để đánh giá cuộc phản công của Ukraine mà chúng ta đang ở một cái phần đầu của một cái giai đoạn giữa mà thôi. Những điều phát biểu của ông Colin Cor đưa ra khi ông này loan báo việc cung cấp bom chùm cho Ukraine và điều đó sẽ đẩy mạnh tốc độ phản công. Theo Colin Cor cho biết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng quân đội Ukraine có đủ pháo để tiếp tục chiến đấu trong cái bối cảnh phản công hiện nay, bởi vì mọi thứ đang diễn ra chậm hơn một chút so với mong đợi của công chúng. Trong khi đó, các cái quan chức của Hoa Kỳ cho biết họ hết sức lạc quan khi quân đội Ukraine đang có trong tay tất cả các loại vũ khí cần thiết, bao gồm cả dây chuyền rà phá mìn và máy cày mìn. Tuy nhiên, để trấn an những sự phản đối của các quốc gia trong Liên minh NATO, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, hoan nghênh quyết định Hoa Kỳ cung cấp bom chùm cho Ukraine, song cam kết rằng quân đội Ukraine chỉ sử dụng bom chùm trong cái vấn đề giải phóng lãnh thổ và không sử dụng trong chiến tranh đô thị. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định loại bom chùm, nó làm cái điều kiện cứu giúp mạng sống của binh lính Ukraine. Đồng thời ông này tuyên bố thêm rằng quân đội Ukraine sẽ kiểm soát nghiêm ngặt trong việc sử dụng bom chùm. Theo ông Reznikov, lập trường của chúng tôi hết sức đơn giản. Chúng tôi cần giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của quân đội Nga hiện nay và cứu mạng những người dân của chúng tôi. Đồng thời ông Reznikov cam kết chúng tôi chỉ sử dụng bom chùm để giải phóng các vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Ukraine và bom này sẽ không được sử dụng trên lãnh thổ được công nhận chính thức là của Cộng hòa Liên bang Nga. Trong khi bom chùm đã bị cấm bởi hơn 100 quốc gia, bởi những cái quả bom chùm không phát nổ, nó sẽ gây ra những cái mối nguy hiểm trong nhiều chục năm sau khi kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, đưa ra những cái lập luận cho rằng việc cung cấp bom chùm để đòi lại những cái lãnh thổ mà quân đội Nga xâm lược kể từ tháng 2 cho tới nay. Ông Sullivan nói với báo giới rằng chúng tôi nhận thức được rằng bom chùm tạo ra những nguy cơ tổn hại cho thường dân. Tuy nhiên, cũng có những nguy cơ gây tổn hại cho thường dân còn đáng lo ngại hơn nếu như binh lính và xe tăng Nga tràn qua các vị trí phòng thủ của Ukraine để chiếm thêm những cái lãnh thổ của nước này, đồng thời khuất phục thêm thường dân Ukraine. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine khi khẳng định rằng quân đội Ukraine sẽ không sử dụng bom chùm trong khu vực đô thị mà chỉ sử dụng để chọc thủng các cái phòng tuyến phòng thủ của quân đội Nga mà thôi. Xin được nhắc lại, Nga, Ukraine và Hoa Kỳ không tham dự và không ký công ước về bom chùm liên quan tới việc cấm sản xuất, tàn trữ, sử dụng và chuyển giao vũ khí vừa kể. Một cái sự kiện quan trọng trong ngày hôm qua, đó là ngày mùng 8 tháng 7, là ngày đánh dấu 500 ngày kể từ khi quân đội Nga bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mới nhất, một cái đoạn video do văn phòng Tổng thống Zelensky công bố cho biết ông Zelensky đã đến thăm đảo Rắn, một cái hòn đảo nhỏ bé, song nó trở thành một cái biểu tượng cho sự bất khuất của người lính Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh. Đó là 11 quân nhân Ukraine đã từ chối đầu hàng Hải quân Nga. Theo đó, ông Zelensky đã tới đảo Rắn để đặt hoa, bày tỏ sự vinh danh và những đối với những người lính đã bảo vệ hòn đảo. Đồng thời, ông Zelensky nhận cơ hội đã cảm ơn tất cả những người lính Ukraine đã chiến đấu vì sự tự do của đất nước
Ông Zelensky nói trong một cái video đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky cho rằng tôi muốn cảm ơn. Chính xác là từ đây, từ nơi chiến thắng này, mỗi người lính của chúng ta trong 500 ngày vừa qua, và mong rằng sự tự do mà tất cả các kẻ thù của chúng ta ở các cái thời đại khác nhau, ai ai cũng mong muốn cho Ukraine những thứ mà chúng ta phải giành được bây giờ. Đó là một sự tri ân đối với tất cả những người đã hy sinh mạng sống của họ vì một Ukraine tự do. Và thưa quý vị, liên quan tới cái sự kiện đảo rắn, cần phải nhắc lại, đảo rắn là một cái hòn đảo chiến lược nhìn ra các cái tuyến đường biển hướng tới hải cảng Odessa, một cái cảng chính ở khu vực Biển Đen của Ukraine. Và trong những cái giờ phút đầu tiên, các sĩ quan Nga trên soái hạm Moskva đã điện đàm cho lực lượng bảo vệ Ukraine trên đảo rắn, ra lệnh cho họ phải đầu hàng nếu không sẽ chết. Và một trong số các binh lính Ukraine tại đảo rắn đã đáp lại rằng tàu chiến Nga chết mẹ chúng mày đi. Câu đó trở thành cái khẩu hiệu quốc gia. Nó được vẽ trên các biển quảng cáo, trên áo thun và cuối cùng là tem bưu chính của Ukraine. Và thưa quý vị, tới ngày 14 tháng 4 năm 2022, hai tên lửa của Ukraine đã đánh đắm tuần dương hạm Moskva, một cái tàu chiến lớn nhất, trong khi có cái lịch sử tác chiến lâu dài, trong khi Nga thừa nhận những cái thông tin vừa kể, nhưng cho rằng chỉ có một thủy thủ bị thiệt mạng trong cái vụ tai nạn đối với tàu Moskva và thôi. Nhưng các cái chuyên gia phương Tây cho rằng ít nhất một nửa trong 450 thủy thủ đoàn đã tử vong và tàu Moskva đã chìm xuống đáy biển. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.